Tuổi tí sẽ gặp hạn tam tai trong những năm nào. Tâm An rất vui được gặp lại quý bạn. Thưa quý bạn, con người từ lúc sinh ra đều mang trên mình một số phận, một vận mệnh riêng biệt. Tuy nhiên có những vận hạn của quy luật đất trời thì ai đều cũng phải trải qua, trong đó có hạn tam tai. Từ xưa đến nay dân gian vẫn luôn cho rằng tam tai là một vận hạn với nhiều khó khăn, chắc chờ cần phải vượt qua. Trong năm tam tai, quý bạn thường có tính tình nóng nảy bất thường, dễ bị tai nạn xe cộ bị thương tích, có khả năng bị dính dáng đến pháp luật, thất thoát tiền bạc hoặc mang nhiều thị phi trong những năm này. Là một trong số 12 con giáp, tuổi Tý sẽ gặp tam tai vào những năm nào các bạn hãy xem hết video để nắm bắt vận hạn của mình nhé. Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là ba, còn tai nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Điều này xảy ra được xem như là một quy luật một vòng tuần hoàn. Trong 3 năm này gia chủ cần chú ý. Năm đầu tiên của hạn tam tai hay còn gọi là hỏa tai, gia chủ không nên bắt đầu làm những công việc trọng đại. Năm giữa của hạn tam tai hay còn gọi là thủy tai, thì gia chủ không nên dừng việc mà mình đang tiến hành. Bởi nếu sau khi dừng lại, nếu có tiếp tục thì dễ gặp nhiều trở ngại, không suôn sẻ và thất bại thông thường hạn ở năm giữa là nặng nhất vào năm cuối tam tai hay còn gọi là phong tai gia chủ lưu ý không nên kết thúc công việc quan trọng vào đúng năm này khi vào vận tam tai thì hay khốn đốn chắc trở vất vả đặc biệt là khi cả vợ chồng cùng nằm trong tam hợp tuổi nói trên vì đôi bên đều phải mệt mỏi cùng lúc mức độ cộng hưởng sẽ làm ảnh hưởng nặng đến gia đình đó cũng là thiệt thòi của các tuổi hợp nếu vợ chồng không cùng tam hợp thì hạn giải rác sẽ đỡ áp lực hơn hạn tam tai sẽ được tính theo nhóm tuổi tam hợp. Nghĩa là những người sinh năm con giáp tam hợp sẽ có chung một hạn tam tai. Tuổi tam hợp thân, ý, thìn sẽ gặp hạn tam tai tại 3 năm liên tiếp là năm dần, mão, thìn. Như vậy những người tuổi tý, cụ thể canh tí 1960, nhâm tí 1972, giáp tí 1984, bình tí 1996, mậu tí 2008 sẽ gặp hạn tam tai trong các năm sau,

bính thìn 2036. Dù nam hay nữ có tuổi tí sinh năm 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 thì hãy chú ý những năm tam tai bên trên. Đây là những năm xui xẻo, nạn tai nguy hiểm mà bạn nhất định phải đối diện. Những việc nên làm trong những năm tam tai. Cẩn thận đi đứng thận trọng trong việc di chuyển tham gia giao thông là việc nên làm bởi nếu không thì sẽ dễ gặp sự cố tai nạn không đáng có luôn trong tình trạng cẩn trọng để bảo vệ bản thân và cả những người xung quanh làm việc thiện đây là một điều cần thiết cũng là một cách hóa giải hạn tốt giúp đỡ mọi người sẽ khiến tâm trạng cảm thấy thoải mái thư thản và bình tâm làm việc tốt thì sẽ được đền đáp vậy nên chỉ cần tâm bạn hướng thiện thì ắt sẽ được phúc báo suy nghĩ tích cực dù có việc gì xảy ra, suy nghĩ theo hướng tích cực sẽ lan tỏa một nguồn năng lượng mới, khác biệt, vui tươi giúp cho những vấn đề đó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Chỉ cần thay đổi một xíu trong cách nhìn nhận sự việc đó thì đã một phần nào đó gợi mở cho bạn một hướng giải quyết tốt hơn. Quản lý chi tiêu, thông thường những người bị hạn tam tai sẽ gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính. Do đó, quản lý chi tiêu là một việc làm thiết thực và hữu ích nhất. Cần sắp xếp các mục chi tiêu hợp lý mục nào là cần thiết nhất thì mua, các đồ vật không nhất thiết phải chi thì nên hạn chế. Bên cạnh việc kiêng cữ, không nên làm một số việc nêu trên, thì bạn cũng nên tự mình cố gắng vượt qua những khó khăn đó. Tam tai là gì không đáng sợ, quan trọng là bạn phải biết cách đối mặt với nó, tự cải thiện bản thân để vượt qua 3 năm tam tai đó. Trên đây là những thông tin về hạn tam tai chúng tôi cung cấp đến quý bạn. Tuy nhiên, Tam tai chỉ là quan niệm dân gian vì vậy mọi người không cần phải lo lắng nếu gặp phải. Trên thực tế, chúng ta hoàn toàn có thể quyết định số phận của mình. Tam tai là gì không quan trọng, điều quan trọng là mỗi cá nhân có lối sống lành mạnh, làm việc hướng thiện, cố gắng phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của bản thân thì chắc chắn sẽ thành công và được mọi người yêu quý. Video đến đây là kết thúc, đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video tiếp theo của chúng tôi nhé.